Kính áp trồng. La Haye, Pháp, giữa thế kỷ 17. Trời ạ, là anh ta đấy, Đề Cát Tơ, một kẻ với những tư tưởng kỳ dị, chả giống ai cả. Ai mà hiểu được tên Descartes ấy nói gì trong mấy quyển sách của hắn thì chỉ có thể là dở hơi giống hắn mà thôi. Phải đó, nói chuẩn lắm. Dạ, thuyền đã cập bến rồi ạ. Mời quý khách lên thuyền ạ. Vâng, cảm ơn ông. Trời ơi, một bức tranh hoàn mỹ. Những nét vẽ mới thật là táo bạo làm sao. Ẩn sâu trong đó là những ước mơ quá ư là phóng khoáng của một con người. Quả là đúng. Mặc dù họa sĩ mới được ít người biết đến, nhưng theo tôi, bức vẽ này đúng là nổi trội nhất ở đây. Tôi cũng có cùng quan điểm. Ẩn sau những nét bút có vẻ phóng túng ấy là cả những tư tưởng vô cùng mạnh bạo, thậm chí có chút bất đắc dĩ ở gam màu nóng và nét đi thô sơ, gai góc ở phần dưới của bức tranh. Những cảm nhận của cô cũng chính là suy nghĩ của tôi. Đó chẳng phải là công chúa Hà Lan Elizabeth đó sao? Công chúa, thật vinh hạnh cho chúng tôi. Chào mọi người, thật vui là được cùng nhau ngồi tranh luận về nghệ thuật thế này. Tôi thật sơ suất và khiếm nhã khi không biết mình đang được vinh hạnh nói chuyện với công chúa Hà Lan. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa công chúa. Xin đừng quá câu nệ về những lễ nghĩa thưa ngài. À, mà tôi còn chưa biết quý danh của ngài đấy ạ. Dạ, tôi là René Đề Cát Tơ. Thật vinh hạnh thưa ngài Đề Cát Tơ. Tôi nghe danh ngài đã lâu, mà nay mới được gặp. Vâng, tôi cũng hân hạnh được gặp công chúa Hà Lan, còn trẻ mà đã có kiến thức sâu rộng như vậy. Tôi cũng rất quan tâm đến lĩnh vực triết học và những tư tưởng mà ngài viết ra. Thú thật là có nhiều điều tôi băn khoăn quá, nhưng tiếc là hôm nay không có nhiều thời gian để bàn luận thêm với ngài, vì tôi chuẩn bị phải đi luôn bây giờ. Còn đây chính là địa chỉ của tôi. Nếu có thời gian, công chúa có thể biên thư cho tôi bất cứ lúc nào để trao đổi về những vấn đề người quan tâm. Tôi luôn vinh hạnh được hồi đáp lại công chúa. Vâng, thế thì tốt quá. Tạm biệt Đề Cát Tơ và hẹn sớm gặp lại. Một thời gian sau, nước Pháp. Dạ thưa ông có thư ạ? Ồ, thư của ai thế? Dạ, là thư gửi từ Hà Lan sang. Tôi thấy bên ngoài phong bì thư có đề người gửi là Elizabeth, công chúa nước Hà Lan thưa ông. Gửi người bạn và cũng là người thầy, người tri kỷ của tôi, René Descartes. Sáng nay khi thức dậy, bao suy nghĩ cứ nhảy nhót quanh đầu tôi. René Descartes thân mến, tôi có thật nhiều câu hỏi muốn gửi đến ông, nhưng trước hết ông hãy nói cho tôi biết, làm thế nào linh hồn của một con người, nó chỉ là một thứ chất suy nghĩ, có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể và khiến nó hành động tự nguyện. Gửi Elizabeth, không nên nghĩ về sự tương tác này như của hai cơ thể, và đó là kiểu kết hợp tồn tại giữa hai tính chất của chất nặng và cơ thể. Hà Lan, cung điện Schoedijk, Hà Lan, thế kỷ 17. Công chúa, quốc vương Ba Lan sắp qua đây thăm công chúa. Hôn ước giữa hai người đã được sắp đặt, mà sao người buồn như vậy ạ? Cuộc hôn nhân này đâu phải chỉ cho mình ta, nó còn là cho cả hoàng tộc nữa. Người cũng biết mà, hoàng tộc đang lao đao, chỉ có việc kết hôn với quốc vương Ba Lan mới có thể giúp chúng ta tháo gỡ được khó khăn này. Công chúa, người đã phải hy sinh nhiều rồi. Đó là bổn phận của ta đối với dân tộc. Giờ đây tâm trí ta đang rối bời, ta sợ mình không làm tròn được trọng trách đó. Là sao ạ? Ta còn chưa gặp quốc vương, không biết ý ngài ấy thế nào. Công chúa,
người vừa xinh đẹp, nhã nhặn lại tài năng, hiền hậu. Tôi nghĩ là quốc vương phải vui lắm khi gặp được người như công chúa và lấy làm vợ. Vậy người đang lo lắng điều gì ạ? Ta sợ ta sẽ làm điều gì đó phật ý quốc vương. Có phải công tước James từng nói rằng quốc vương Ba Lan không thích những cô gái đeo kính phải không? Nhưng mà tôi thật sự không hiểu nổi là tại sao quốc vương Ba Lan lại có ác cảm với những người phải đeo kính đến vậy. Hay, mà công chúa thì lại cẩn nặng chứ. Có lẽ buổi gặp sắp tới với quốc vương ta không nên đeo kính. Một thời gian sau. Chào công chúa Elizabeth, tôi đến thăm cô và có mang theo món quà tặng cô đây ạ. Là ngài à? Ngài sang đây khi nào vậy? Sao không thấy ngài viết trong thư? Thưa công chúa, tôi sang đây được vài tuần rồi ạ. Ngài có ở lại Hà Lan lâu không? Nếu ngài thấy không ngại thì tôi mời ngài ở lại cung điện của tôi vài ngày. Chúng ta sẽ trao đổi về cuốn sách triết học mới mà không cần phải thông qua những lá thư. Thưa công chúa, từ giờ tôi đã có thể thường xuyên tới đây trao đổi về những cuốn sách triết học với công chúa rồi ạ. Tôi đã bán toàn bộ nhà cửa tại Pháp và chuyển hẳn sang đây sống. Ngài Đề Cát Tơ, ngài nói gì cơ? Ngài đã chuyển sang đây rồi ư? Thật là tuyệt vời. Người bạn mà tôi luôn yêu quý và kính trọng, giờ đây chúng ta có thể thảo luận về triết học mà không phải biên thư nữa. Đây là cuốn sách suy nghĩ về triết học tiên khởi tôi mới hoàn thành. Người đầu tiên tôi nghĩ đến và quyết định đem đến tặng là công chúa. Xin lỗi ngài, tôi đã không đeo kính cho nên không đọc nổi. Có lẽ tôi sẽ đọc nó vào ngày mai. Công chúa à, giờ tôi mới để ý, sao hôm nay cô lại không đeo kính? Ngài không biết đó thôi. Sắp tới công chúa sẽ có cuộc gặp gỡ với hôn phu của công chúa là quốc vương Ba Lan. Mà ngài ấy không thích công chúa đeo kính. Ngài ấy nói việc đeo kính trông thật bệnh và dở tệ. Công chúa đang phải tập với việc không mang kính á. Có chuyện đó thật sao? Ngài Đề Cát Tơ, ngài không cần phải bận tâm tới chuyện đó đâu. Công chúa mấy nay đau đầu lắm, ngài Đề Cát Tơ. Sao? Có chuyện gì vậy? Thì ngài thấy đấy, công chúa vẫn đang phải tập cho việc không đeo kính, cho nên nhìn mọi vật xung quanh khá mờ, tệ hại. Nó tác động xấu đến tâm trạng nữa. Ngày ngày cô ấy buồn bã, ủ dột vì chẳng thể đọc sách, vẽ tranh. Thật tội nghiệp công chúa. Sắp tới quốc vương Ba Lan sẽ sang đây. Hoàng gia đã sắp đặt cho họ có một buổi đi xem tranh. Nhưng với tình trạng cận nặng như cô ấy, nếu không đeo kính thì sao có thể nhìn thấy mà bình luận cơ chứ? Cô ấy sẽ trở thành trò cười mất. Làm thế nào có thể cải thiện thị lực mà không cần phải đeo kính cận thông thường nhỉ? À, mình nhớ ra rồi. Hình như trước đây mình cũng có đọc qua một tài liệu nói về cách cải tiến thị lực không dùng kính của Leonardo da Vinci thì phải. Khi nhúng đầu vào một bát thủy tinh đựng nước, những đôi mắt bệnh có thể được tầm nhìn chính xác. Da Vinci đã tạo ra một ống kính thủy tinh với một cái phễu lớn đổ đầy nước bên trong. Chính kích thích của cái phễu lớn là một sự bất tiện cho quá trình sử dụng của người bị cận. Mình sẽ nghiên cứu để khắc phục được khuyết điểm này mới được. Thế là với sự tỉ mỉ và kiên trì của mình, Descartes đã sáng tạo ra một ống thủy tinh chứa đầy nước nhỏ gọn và khả thi hơn của Da Vinci rất nhiều. Một thời gian sau. Sắp đến giờ hẹn rồi mà công chúa vẫn chưa nghĩ ra cách gì để không phải đeo kính mà vẫn xem được tranh sao? Dạ thưa công chúa, tôi có vật này muốn tặng công chúa đây ạ. Hả? Ồ, đây là gì vậy ngài Đề Cát Tơ? Dạ thưa công chúa, với vật này công chúa có thể dễ dàng đọc được sách hoặc nhìn những vật thể khác mà không cần phải đeo kính cận đâu ạ. Ồ, thật là kỳ lạ. Ngài đúng là một thiên tài và là cứu tinh của tôi, ngài Đề Cát Tơ ạ.
Làm sao mà ngài lại có thể làm ra được chúng thế? Công chúa, khoan hãy hỏi ngài ấy về việc làm nên vật thần kỳ này. Giờ chúng ta hãy tới buổi triển lãm tranh thôi ạ. Được, chúng ta mau lên đường thôi. Một lần nữa, cảm ơn ngài Đề Cát Tơ. Ngươi nhìn ta thấy thế nào? Ta đeo kính của Đề Cát Tơ chế tạo ra. Ngươi có nghĩ rằng quốc vương Ba Lan sẽ hài lòng không? Dạ thưa công chúa, chiếc kính áp sát vào tròng mắt khiến công chúa xinh đẹp hơn đó ạ. À, phải nhìn kỹ mới biết rằng người đang đeo kính. Thưa công chúa, chúng ta đã chờ quốc vương suốt 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. À, không hiểu có chuyện gì với quốc vương. Ta chờ thêm chút nữa xem sao. Thưa công chúa, quốc vương có việc gấp, không thể tới theo lịch hẹn được ạ. À, người gửi thư bày tỏ sự hối tiếc và xin lỗi công chúa ạ. À, thưa công chúa, có chuyện gì thế ạ? À, lời nói của quốc vương dù rất lịch thiệp, song ta có thể hiểu đây là một bức thư hủy hôn. Hả? Công chúa, quốc vương hủy hôn ư? Không sao đâu, dù sao giữa ta và quốc vương cũng chưa có tình cảm gì sâu đậm. Thôi, chúng ta hãy về đi. Ta có hẹn với ngài Đề Cát Tơ để bàn về cuốn sách triết học mới của ngài ấy. Công chúa, người không sao chứ? Tôi cảm thấy thật tiếc chuyện của công chúa và quốc vương Ba Lan. Tôi không sao. Ngài đúng là tri kỷ của tôi. Vì chuyện của tôi mà đã cất công nghiên cứu làm cả một chiếc kính đặc biệt này. Chuyện giữa tôi và quốc vương là do chưa đủ duyên thôi. Tôi không còn buồn nữa đâu. Ờ, thưa công chúa, xin lỗi, công chúa có sao không ạ? À, đôi mắt của công chúa bị... Tôi không sao, chỉ là tôi đang đeo chiếc kính đặc biệt của ngài tặng. Nó khiến tôi quá mỏi mắt và không nhìn rõ mọi vật. Tôi còn không thể chớp nổi mắt nữa. Nếu tôi đeo nó đi ngủ thì chắc là không một tên trộm nào dám lẻn vào phòng bởi tưởng tôi đang thức đó. Ờ, công chúa thứ lỗi cho tôi vì món quà này vẫn chưa được như tôi mong đợi. Tôi sẽ chỉnh sửa lại để chiếc kính đó nhỏ gọn hơn. Không sao, ngài Descartes. Trong giây phút đôi mắt của tôi trở nên mờ ảo, tôi tự thấy rằng mình nên dừng lại, kết thúc mối quan hệ đó. Hãy sống cuộc sống của chính mình, chứ không phải cho một ai khác. Đề Cát Tơ, tôi rất cảm kích vì những gì ngài đã cố gắng để giúp tôi. Có khi thất bại này lại là một may mắn cho cuộc đời của tôi thì sao? Dù hôn ước với quốc vương không thành, nhưng công chúa luôn biết ơn Descartes và trân trọng tình bạn giữa hai người. Chiếc kính áp tròng do Descartes tạo ra tuy không thông dụng, nhưng nó chính là khởi nguồn cho sự ra đời của kính áp tròng hiện nay. Bộ phim lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhà triết học nổi tiếng Descartes, một nhà toán học và đồng thời cũng là một triết gia người Pháp ở thế kỷ 17. Mối tình sông Nin. Ngày xưa, trên vùng đất sa mạc rộng lớn mênh mông, nơi dòng sông Nin huyền thoại cuồn cuộn chảy, có một người phụ nữ nô lệ Ethiopia tên là Aida. Nàng bị bắt về sau cuộc xâm lược của đế chế Ai Cập hùng mạnh và trở thành thị nữ của công chúa Aneris. Aida kìa, cô ta mắc lỗi gì khiến công chúa Aneris trừng phạt rồi? Thật tội cho cô ấy quá, giữa trưa nắng bỏng rát thế này. Ai, tôi sợ cô ta ngất đi mất, cô ta đã quỳ cả buổi rồi đấy. Đáng đời, ai bảo cô ta khiến công chúa tức giận chứ. Mình phải cố gắng chịu đựng, phải kiên nhẫn, phải chịu đựng. À, công chúa, Aida bất tỉnh rồi. Hắt nước vào mặt cho tỉnh lại, xem cô ta còn dám làm vỡ bình hoa của ta nữa hay không. Tại sao lại cho một kẻ hậu đậu như thế vào hầu hạ ta kia chứ? Dạ, chúng thần có lỗi. Aida là nô lệ mới mà chúng ta mới mang về từ Ethiopia.
Có lẽ cô ấy chưa quen với công việc ở đây ạ. Thân phận sinh ra đã là nô lệ thì sao có thể nói chưa quen? Không ai dạy dỗ cô ta trở thành một người hầu hay sao? Lôi cô ta đi, đánh trăm roi cho khuất mắt ta. Bọn thánh ra, ta là tướng quân Radames. Sao ai đã lại bất tỉnh ở đây thế này? Radames, ta đang dạy dỗ người hầu của ta, không có việc gì đáng để chàng bận tâm đâu. Thần xin tạ lỗi với công chúa, nhưng có lẽ cô gái này cần phải nghỉ ngơi hồi sức. Để cô ấy tỉnh lại rồi công chúa hãy trách cứ cô ấy cũng chưa muộn mà. Thần đi qua nơi đây không thể không đứng lại khuyên bảo. Nếu để bên ngoài biết được chuyện này, họ sẽ nghĩ thế nào về hình ảnh công chúa và hoàng gia Ai Cập chúng ta đi. Ta chàng đang đối đầu với ta để bên vực một kẻ nô lệ sao? Lẽ nào chàng có tình cảm với cô ta rồi? Đó không phải việc của công chúa đâu, thần xin phép cáo lui. Nàng tỉnh rồi à? Nàng đã nằm mê man suốt 2 ngày nay đấy, ta cứ lo mãi thôi. Tướng quân Radames, sao ngài lại ở đây, ở cạnh ta thế này? Công chúa sẽ rất tức giận đó. Là ta đã mang nàng về đây để tránh khỏi cơn giận dữ đành hanh của Amneris. Vốn dĩ ta là một tướng quân chinh chiến ngoài sa trường, chuyện trong cung điện của công chúa nằm ngoài quyền kiểm soát của ta. Nhưng thấy nàng là phận nữ yếu đuối, lại chịu phạt quỳ dưới trời nắng hạn như vậy, ta không thể bỏ mặc được. Tướng quân Radames, cảm ơn ngài đã cứu giúp. Hy vọng sau này em sẽ có cơ hội báo đáp ngài. Nàng đừng khách sáo vậy, ta sao có thể làm ngơ khi một cô gái yếu đuối đang gặp nạn chứ. Nhất là khi đó lại là nàng. Sau khi Ai Cập chiếm được một phần Ethiopia, ta vốn là người dẫn đoàn nô lệ Ethiopia về đây. Từ khi nhìn thấy nàng trong cung điện đây, trái tim ta đã thuộc về nàng rồi. Ta vẫn luôn dõi theo cuộc sống của nàng, thấy nàng bị Amneris bắt nạt và hành hạ, ta rất đau lòng. Aida, ngươi dám mê hoặc Radames của ta, ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta. Ngươi phải theo sát hành tung của Aida. Cô ta đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, phải báo cho ta biết. Dạ thưa công chúa. Thế là người nữ nô lệ Aida đã phải lòng tướng quân Radames dũng cảm và trung hậu. Hỡi dòng sông Ninh vĩ đại và linh thiêng, hãy chứng giám cho tình yêu của ta dành cho Aida. Ta thề sẽ yêu nàng bằng trọn vẹn sinh mạng của mình. Sống cùng sống, chết cùng chết, ta quyết tâm chiến thắng quân Ethiopia, bảo toàn tính mạng trở về, và sẽ xin đức vua cho ta được kết hôn với nàng Aida. Nếu chàng biết ta là công chúa của Ethiopia, nếu chàng biết ta vừa mong chàng trở về bảo toàn tính mạng, lại vừa mong quê hương ta đánh thắng chàng, trời ơi, ta thật đáng chết. Sao ta lại yêu chàng cơ chứ? Không ai biết, ngay cả Radames cũng không biết, Aida có một thân phận vô cùng đặc biệt và gánh trên vai trách nhiệm rất lớn lao. Lúc nào nàng cũng dõi theo những cuộc tập trận của Ai Cập với một tâm trạng thấp thỏm. Ngày mai chàng đã xuất binh đi đánh chiếm quê hương của ta. Ta biết tình yêu này là sai trái, nhưng không thể kìm được trái tim của ta, không thể ngăn cản bản thân lúc nào cũng nghĩ về Radames. Ta phải làm sao đây? Thưa vô cha, dạo này thấy người có vẻ mệt mỏi vì tình hình chiến sự với Ethiopia, nên con đã sai người hầu pha một ít món trà đặc biệt để dâng lên cho người. Mong người hãy bớt chút thời giờ lo âu để thưởng thức đi. Amneris, con đúng là người con gái hiếu thảo của ta. Ta đã tìm cho con một mối nhân duyên tốt, tin là sẽ đúng như ý thích của con. Thưa Đức Pharaon, trận đánh phía tây thành Ethiopia đã thành công. Tướng quân Radames đã chiến thắng trở về. Ngày ấy đang dẫn một đoàn tù binh Ethiopia tiến vào cổng thành ạ. Tốt, tốt lắm. Ta sẽ ở đây đợi Radames,
để ban thưởng cho chàng ta. Đoàn tù binh Ethiopia sao? Radames đã trở về. Liệu có phải... có phải quân của cha ta đã thua cuộc? Nhưng chiến thắng này, ta sẽ xin đức vua ban cho ta được lấy Aida. Nhất định người sẽ đồng ý thôi. Tốt lắm Radames, quá thật người không phụ lòng mong mỏi của ta. Chúng ta đã tiến gần sát tới ngày đại thắng rồi. Ta sẽ ban cho ngươi được lấy công chúa Amneris để ngươi chính thức trở thành người của hoàng gia. Chúng con xin nghe theo mọi sự sắp đặt của vua cha. Ừ, dạ thần... thần... Ta rất mong cho mối lương duyên này thành công tốt đẹp. Aida, kẻ nô lệ hèn kém kia, ngươi lúc nào cũng hậu đậu vụng về, mau thu dọn những mảnh vỡ lại đi. Á nô lệ hèn mạt này, hôm nay tao cố tình cho ngươi tới đây cùng ta, để ngươi chứng kiến Radames phải là của ta. Đừng muốn trèo cao mà nghĩ đến chàng nữa. Dạ vâng, em đã không cẩn thận, em xin lỗi công chúa. Em nhặt ngay đây ạ. Aida, mày điên rồi sao? Mày không được để lộ bất cứ cảm xúc gì, nếu không mày sẽ chết mất. Sao thế Radames? Ngươi không thấy ưng ý Amneris xinh đẹp đáng yêu của ta sao? Thần không dám mạo phạm sự tôn kính của công chúa. Cha, chắc vì chàng vui mừng quá nên chưa nói nên lời đấy thôi. Chúng ta ấn định ngày cưới sớm thôi cha. Phải, hãy để Radames làm phò mã của hoàng gia ta, càng sớm càng tốt. Cha ta đã thua trận, không biết sống chết như thế nào. Còn Radames thì được gả cho Amneris. Trời ơi, ta không còn hy vọng gì trên đời này nữa. Aida, ta xin lỗi, ta thật vô dụng. Nàng đang trách ta đó đúng vậy không? Nhanh cái chân lên, đi mau lên. Bất cứ kẻ nào chống đối và chạy trốn lập tức sẽ bị xử tử. Trong số các tù binh Ethiopia, chẳng ai ngờ rằng có cả Amonaros, đức vua của Ethiopia. Ông đóng giả là một tù binh bình thường trà trộn vào trong thành Ai Cập. Hả? Cha, đúng là cha rồi. Thật may là người vẫn còn sống. Nhưng sao cha lại cải trang thành tù binh thế kia? Chuyện này thật quá nguy hiểm. Cha ta, cha đang ngồi nơi đâu? Ta phải cứu được người. Đứng lại, sao ngươi lại vào đây? Tôi là Aida, nữ nô lệ phục vụ ở cung điện công chúa Amneris. Chủ nhân thấy các ngài vất vả trong giữ tù nhân Ethiopia suốt mấy ngày mấy đêm, nên nàng ấy sai tôi đến tặng cho các ngài ít bánh trái lấy sức ạ. Hai tên lính không chút nghi ngờ, vì bản thân chúng cũng đã quá mệt sau những ngày dài canh giữ tù binh. Aida, cha cải trang thành tù binh để mong gặp được con. May mà điều đó đã trở thành hiện thực rồi. Thật quá mạo hiểm. Nếu như hôm nay con không thể cứu thoát cha ra khỏi đây, thì không biết vận mệnh của đất nước Ethiopia sẽ đi đến đâu khi đức vua bị Ai Cập cầm tù như thế này. Cha mạo hiểm đến đây là muốn con làm cho cha một chuyện. Cha nghĩ đã đến lúc con trở về đúng trách nhiệm của một công chúa Ethiopia rồi. Radames là tướng lĩnh chỉ huy quan trọng nhất của quân đội Ai Cập. Còn phải tìm cách moi được thông tin từ hắn về tuyến đường Ai Cập sẽ sử dụng để tấn công Ethiopia ta. Rồi sau đó ta sẽ chỉ huy tấn công trước quân của hắn ta từ xa. Cha ơi, con không thể. Con không thể lừa dối mà làm như thế với chàng được. Như vậy con sẽ giết chết chàng mất. Tại sao lại không thể? Lẽ nào con và tên tướng quân đó đã có tình cảm? Con có biết chính hắn là người đã bắt hàng ngàn tù binh Ethiopia về Ai Cập, trong đó có cha hay không? Con không thấy căm hận hắn hay sao? Cha, con biết là cha rất thất vọng về con, nhưng con không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Radames là một người rất tốt, nhưng
chàng còn là tướng quân của Ai Cập dưới sự điều khiển của Pharaoh và phải thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước. Aida, còn tỉnh táo lại đi. Nếu Sadamet phải thực hiện nghĩa vụ của hắn với đất nước thì con cũng không thể phản bội quê hương của mình được. Con xin lỗi, con xin lỗi cha. Cha biết lựa chọn của con bây giờ thực sự khó khăn, nhưng con là con gái của ta và là công chúa Ethiopia, con hiểu chứ? Hãy hứa với ta, hãy làm tròn trách nhiệm của mình đi. Đừng khiến ta thất vọng thêm một lần nào nữa. Tối mai, Sadamet và Amnetis sẽ phải đến ngôi đền thiên bên bờ sông Nin để cầu nguyện cho buổi hôn lễ. Hãy hẹn gặp Sadamet trước, có động tĩnh gì ta sẽ ứng cứu con. Aida, ta đến rồi đây. Nàng không khỏe ở đâu sao? Radames, em không sao. Chỉ vì em nghĩ đến lễ cưới của chàng và công chúa Amneris sẽ được tiến hành nay mai thôi. Điều đó khiến em đau khổ vô cùng. Ta xin lỗi vì đã khiến nàng đau khổ, Aida. Nhưng ta nhất định sẽ tìm mọi cách để đến với nàng. Có cách gì nữa sao, Radames? Aida, người ta yêu duy nhất chỉ có nàng mà thôi. Trọn đời này ta không thể lấy ai khác ngoài nàng. Ta sẽ bỏ trốn cùng nàng. Em nghe nói sắp tới chàng sẽ dẫn quân tấn công thành trì cuối cùng của Ethiopia. Hãy nói với em đó là tuyến đường nào, em sẽ lén đi theo chàng. Chúng ta sẽ bỏ trốn với nhau ngay lúc ấy và không bao giờ trở về Ai Cập nữa, được không, Radames? Điều đó liệu có ổn không? Đây là bí mật quân sự đấy. Radames, em muốn đi theo chàng. Ngày hôm ấy, em sẽ thu xếp hành lý và cải trang thành một người lính để đi cùng đoàn quân. Chàng có yêu em và muốn em đi cùng với chàng không? Aida, ta yêu nàng. Chúng ta đã cùng thề nguyện bên dòng sông Ninh Linh Thiên mà. Con đường quân Ai Cập ta sẽ đi là con đường mòn dọc chân núi phía tây của bờ sông Ninh. Nàng nhớ nha. Radames, chàng bị cô ta lừa rồi. Cô ta chính là công chúa của Ethiopia. Mấy lâu nay em đã cho người theo dõi Aida và phát hiện ra bí mật này đó. Aida, có thật là như vậy không? Nàng là công chúa của Ethiopia ư? Radames, em xin lỗi. Em không có ý lừa dối chàng. Nhưng tình cảm của em dành cho chàng là sự thật. Em... Aida, ta sẽ giết người ngay lập tức nếu người không chịu thú nhận với Radames rằng người cố tình lừa chàng nói ra bí mật quân sự của Ai Cập chúng ta. Radames, chàng thấy chưa? Cô ta bấy lâu nay đều lừa dối chàng, lợi dụng chàng. Chỉ có ta là thật lòng với chàng mà thôi. Radames, có thông tin mật báo rằng Amonaros, đức vua của Ethiopia, trà trộn vào đây để liên lạc với con gái ông ta là Aida. Em đã báo tin với vua cha rồi, nhưng chưa tìm ra tung tích của ông ta. Em biết chàng hoàn toàn bị động và không biết thân phận thật sự của cô ta. Nếu như chàng thành khẩn khai báo và tố cáo Aida, vua cha sẽ tha thứ cho chàng. Aida, nàng... sao nàng không nói với ta chứ? Xin hãy hiểu cho em, Radames. Em bắt buộc phải làm như vậy. Em có nỗi khổ riêng của mình. Aida, ngươi không thoát khỏi tội chết được đâu. Aida, chạy theo cha. Aida, ngươi đứng lại cho ta. Ngươi không được chạy trốn. À, tướng quân Radames, sao lại ra nông nổi này cơ chứ? Nghe các quan tư tế trong đền nói, tướng quân đã tiết lộ bí mật quân sự cho quân Ethiopia. Ôi trời ơi, thật không thể tin nổi. Radames vốn là người chỉ huy quân đánh chiếm Ethiopia cơ mà. Radames, nếu chàng chịu từ bỏ Aida thì trong phiên tòa kết tội ngày mai, chàng hãy tố cáo hết với các quan xử án mọi thứ về thân thế và sự thâm hiểm của nàng ta. Ta sẽ xin vua cha nương tay với chàng. Chàng sẽ thoát tội chết. Cảm ơn nàng, Anaris. Ta sẽ suy nghĩ về lời nàng nói. Radames, các quan tương tế trong ngôi đền sông Nin đã phát hiện ra
Người tiết lộ toàn bộ tuyến đường quân sự của quân ta cho kẻ địch Ethiopia biết, có phải không? Phải, chính là ta. Người có còn ai xúi giục đằng sau nữa hay không? Hoàn toàn là lỗi của ta. Ta tự nguyện tiết lộ. Người có lý do hay động cơ gì để làm thế hay không? Ta không có động cơ nào cả. Đã từng là một người tướng quân, ta xin tự gánh chịu mọi lỗi lầm và sự trừng phạt. Ôi trời ơi, hắn ta dám trơ trẽn phản bội đức vua Pharaon vậy sao? Người đã trao cho hắn bao nhiêu bổng lộc và ưu ái, lại còn định gả công chúa cho hắn nữa chứ? Chàng không tố cáo cô ta, chàng tự nguyện xin chết hay sao? Tướng quân Radames, tổng chỉ huy binh đoàn Ai Cập tấn công Ethiopia, đã tiết lộ bí mật quân sự quốc gia cho kẻ địch. Kết án tử hình. Radames đã từng có công với đất nước, chúng ta không thể để chàng chết được. Chàng sẽ chịu thiệt thôi. Chàng bị Aida, kẻ nô lệ to gan của ta lừa dối. Chàng không biết gì hết. Hắn ta là kẻ phản bội, không thể tha thứ cho hắn được. Công lao gì thì cũng đã ban thưởng rồi, còn khi có tội thì phải trừng trị để làm gương, răn đe kẻ khác. Cho dù bị lừa đi chăng nữa thì cũng không thể dung túng cho một kẻ như thế còn sống trong Ai Cập này. Ta ước gì chưa từng tố cáo chàng, cứ để chàng chạy trốn cùng với Aida, có khi lại tốt cho chàng hơn. Radames, chàng thật khờ dại mà. Chàng thà chết để bảo vệ cho cô ta mà không muốn được sống để kết hôn với ta sao? Aida, hẹn kiếp sau gặp nàng. Có khi bây giờ Radames đang trách móc ta rất nhiều. Ta đã lừa dối chàng, ta thật có tội lớn với chàng. Cả cuộc đời này của ta sẽ không thể sống thanh thản được nữa. Aida, con đi đâu vậy? Con trở về cung điện tạ tội với Radames. Con không xứng đáng với tình yêu trong sáng của chàng. Cha, chỉ làm thế này con mới có thể sống ngẩng cao đầu được thôi. Aida, Aida, con đứng lại cho ta. Aida vô cùng xót xa vì tình cảnh éo le của nàng và Radames, và ân hận vì đã phải lừa dối chàng. Trên đường chạy trốn với cha, nàng quyết định quay trở lại Ai Cập để cùng đền tội với chàng. Còn Radames vì tình yêu mù quáng, chàng đã mắc sai lầm nghiêm trọng để lộ bí mật quốc gia, dẫn tới kết cục khổ đau. Đăng ký kênh ngay đi nào! Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.